Trước khi bắt đầu video, sóc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ để đoàn sóc con có động lực thực hiện video này. Cảm ơn tất cả các bạn. Đêm hôm đó, Trần Hán Thăng ngủ ở ký túc xá của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, sáng hôm sau tỉnh lại cũng không trở về Đại học Tài chính, trực tiếp đến văn phòng trên đường Thiên Nguyên Đông, đây là tổng trụ sở ban đầu của Hòa Tiễn 101. Bây giờ chỉ có thu an bình và trương minh dung là những người duy nhất kiên trì đến làm việc mỗi ngày nhiếp tiểu vũ càng không phải nói rồi ngày nào cô ấy cũng đến nhưng gần đây rất ít gặp nghe nói là trần tổng có chuyện sắp xếp cho cô ấy làm lạnh lẽo quá mọi người đều không có ở đây trong phòng làm việc trương minh dung nhìn xung quanh trước sau những ghế trống không khỏi thở dài chị an bình ở đây trước kia rất sôi động khách đến có khi không có chỗ ngồi bây giờ chỉ còn hai người chúng ta canh giữ một nơi rộng lớn như vậy cuộc sống thật quá khó khăn văn phòng có máy tính và dây mạng và còn ở gần khu thương mại Nghĩa Âu, em có thể đi mua đồ ăn nhẹ và quay lại xem phim truyền hình Hàn Quốc. Thu An Bình trong khi phân loại tư liệu, vừa bình tĩnh đưa ra kiến nghị. Trong khoảng thời gian này, ngoài Trần Hán Thăng thì chị Thu có lẽ là người căng thẳng nhất, bạn trai ngoại tình, công ty mà cô đã dồn nhiều tâm sức thì phá sản, bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu của mẹ vẫn không cải thiện, các chuyện không may mắn cứ từng cái xuất hiện. May mắn thay, cô ấy kiên trì được và rồi cô chợt nhận ra rằng việc ngoại tình của Lưu Bằng Phi đã giáng vào cô ấy một đòn nặng nề nhất. Em đã xem 3 bộ phim truyền hình Hàn Quốc, hai bộ phim truyền hình Quỳnh Giao và còn xem lại một lượt phim Thần Điêu Đại Hiệp của Hoàng Nhật Hoa. Trương Minh Dung than thở nhẹ nhàng nói, em nhớ những ngày theo chị Tịnh đi làm thị trường bên ngoài, dù bận rộn mỗi ngày nhưng em đã học được rất nhiều thứ. Thu An Bình mỉm cười, Trương Minh Dung và cô ấy không chỉ làm việc cùng nhau mà còn sống cùng nhau sau khi đi làm về. Với lại, Thu An Bình có thừa sự tinh tế và chính chắn nên so với Trương Minh Dung ở tuổi 18, cô ấy giống như một người phụ nữ trưởng thành. Chị Thu đã dần hồi phục, một trương minh dung nhạy cảm và hoạt bát thực sự đã giúp đỡ rất nhiều khi ở bên cạnh cô ấy ngược lại hóa ra trương minh dung còn ám ảnh khá nặng và cố gắng hết sức để ở lại thành phố kiến nghiệp nhưng cô nàng đã ở bên thu an bình trong một thời gian dài trải qua sự chăm sóc và tính cách của thu an bình nên trương minh dung bụng dạ ngày càng tốt càng ngày càng thể hiện ra bộ mặt của một thanh niên quản lý khổng đã gửi cho em một tấm bưu thiếp từ thụy điển vào tuần trước phải không thu an bình hỏi chị ấy bây giờ đi đâu rồi em không biết cho dù phong cảnh đẹp đến đâu em vẫn rất tức giận Trương Minh Dung còn để trong lòng chuyện khổng tịnh bỏ rơi mình mà dẫn theo Ôn Linh đi du lịch, hích hích, cửa kính của văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, cả hai cô nàng đều chăm chú nhìn về phía đó, không biết người xuất hiện là ai đây. Nhiếp Tiểu Vũ cầm theo một chiếc mũ bảo hiểm bước vào, trên mặt lộ rõ vẻ thất thần. "Chị Tiểu Vũ?" Trương Minh Dung vui vẻ hỏi, "Chị đi đâu vậy? Cái mũ bảo hiểm này là sao? Tôi có thể đi đâu nữa?" Nghe Trương Minh Dung nhắc đến mũ bảo hiểm, Nhiếp Tiểu Vũ nghiến răng nói, "Tôi bị ông chủ vô lương tâm lừa làm công nhân trong xưởng." Hơn nữa mũ bảo hiểm cũng là trang bị do lão nhân gia ông ấy tặng cho tôi. Thu An Bình rót một cốc nước nóng cho nhiếp tiểu vũ rồi cẩn thận hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, có cần tôi và Minh Dung giúp không? Không cần, nhiếp tiểu vũ xua tay, nhiều người cũng không có ý nghĩa gì trong việc này, mấy ngày nay tâm trạng của tôi rất căng thẳng. Vì vậy, nhiếp tiểu vũ dưới sự tò mò của hai người ngoài cuộc đã kể lại trải nghiệm bi thảm của mình khi bị lừa trở thành công nhân của một nhà máy ở ngoại ô kiến nghiệp. Tư bản thực sự là tàn khốc, thương hoa tiếc ngọc tự nhiên cũng không tồn tại nhiếp tiểu vũ kết luận sâu sắc trương minh dung khi nghe thấy vậy thì rất ghen tị hiện tại em nhàn rỗi quá thật tuyệt khi chị tiểu vũ có thể chạy khắp nơi như này đã là gì nhiếp tiểu vũ hùng hồn nói nếu cô cảm thấy thực sự nhàm chán văn phòng luật ở tân nhai khẩu và chuỗi cửa hàng trà sữa chỉ cần chọn một cái là tôi sẽ sắp xếp cô vào đó làm việc chỉ cần ăn nói nghiêm chỉnh là được cô thư ký nhỏ tuyệt đối có lòng tin này thẩm ấu sở và tiêu dung ngư tự nhiên là đối nghịch nhưng bản thân cô và họ là bạn tốt của nhau sắp xếp trương minh dung chắc chắn là một vấn đề nhỏ chị tiểu vũ thật tuyệt vời những ngôi sao nhỏ xuất hiện trong mắt trương minh dung cô ấy thậm chí còn quên mất rằng nhiếp tiểu vũ vẫn còn là công nhân trong xưởng tuy nhiên trương minh dung đột nhiên nghĩ đến thu an bình trong trường hợp cô rời đi thì sẽ chỉ còn lại chị thu bình cô ấy suy nghĩ hồi lâu nói trong luyến tiếc thôi vậy tôi vẫn ở lại đây xem phim chờ anh trần sai bảo cũng được trên thực tế dựa trên những gì tôi biết về bộ trưởng trần nhiếp tiểu vũ thờ ơ gật đầu hẳn là sẽ sớm hành động thôi nếu không đã không sắp xếp cho tôi đi làm rồi. Kỳ thật, tiểu thư ký cũng muốn biết bộ trưởng Trần trong tay là bảo bối gì mà đến chuỗi cửa hàng trà sữa và văn phòng luật ở trung tâm thương mại đều không để mắt tới. Ô, tiểu vũ đến rồi à. Trong khi ba cô gái đang trò chuyện, Trần Hán Thăng cũng bước vào cửa, cô cậu nhe nhe nhởn nhởn chào nhiếp tiểu vũ. Hừ hừ. Nhiếp tiểu vũ quay đầu không quan tâm, cô nàng đã mua bộ đồ vest cho mình, thế mà lại bị điều đến làm công nhân trong xưởng Bực mình nhất là bản thân không đủ dũng khí để phản kháng, nên chỉ biết vừa chửi bới vừa nỗ lực học tập quy trình vận hành của nhà máy điện tử tân thế kỷ tức gì chứ trần hán thăng tươi cười chào hỏi thu an bình thấy sắc mặt cô đã khôi phục vẻ hồng hào được một chút trong lòng dần dần cảm thấy an tâm trương minh dung ở bên cạnh đảo mắt anh trần hoàn toàn không nhìn mình anh ấy vẫn luôn không để ý đến mình hôm nay gọi mọi người đến đây trần hán thăng cầm sổ ký lên tùy ý lật xem tôi chuẩn bị trả lương tháng này ba cô gái nhìn nhau một chút rồi tranh nhau nói tôi tôi có thể duy trì một năm Trước đây tôi cùng chị Tịnh làm thị trường, chị ấy đã thưởng rất nhiều. Tôi vẫn còn một số tiền tiết kiệm trong tay. Hơn nữa, hỏa tiễn 101 do bằng phi mà sinh chuyện, nên tôi có nghĩa vụ làm việc cho Trần Tổng. Bây giờ em không thiếu tiền, và em chưa làm được gì trong tháng này, em không muốn nhận. Trần Hán Thăng không ngạc nhiên với kết quả này, những người hiện tại vẫn còn có thể làm việc chăm chỉ, có lẽ đều dự định làm không công. Tiền lương, vẫn nên trả. Trần Hán Thăng bác bỏ từng người một. Nhiếp tiểu vũ, không phải là chuyện cô có thiếu tiền hay không, nhưng trả lương hay không, thì ông đây là người quyết định. Chị Thu, mẹ chị vẫn phải tiếp tục chữa bệnh hàng tháng, không có tiền thì làm sao tiếp tục chữa bệnh được. Đệt, Trương Minh Dung, tại sao cô có nhiều tiền như vậy? Thế nên, Trần Hán Thăng đứng dậy đi lên tầng 2, tiền lương hàng tháng vẫn nên có, chỉ là điều chỉnh một chút thôi, tiểu vũ cô đi lên đây một chút. Thông thường, tiền lương của hỏa tiễn 101 là do nhiếp tiểu vũ tính toán phân phát, cô thư ký nhỏ cũng không ngạc nhiên. Nhưng sau khi Trần Hán Thăng bước vào văn phòng trên tầng 2, hắn đã ra hiệu cho nhiếp tiểu vũ đóng cửa lại, tiếp theo nhìn cô một cách bình thản. Nhiếp Tiểu Vũ lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bắt đầu hoảng sợ, "Bộ, bộ trưởng Trần, có phải ngoài vị trí công nhân trong xưởng, tôi còn phải học tập vị trí nào khác không?" Trần Hán Thăng không nói gì, trầm ngâm xoa cằm, "Vậy, cái đó, cuối cùng, Nhiếp Tiểu Vũ hạ quyết tâm trong ngập ngừng, "Như vậy cũng không thể quá đáng, tôi còn phải đi học, rốt cục là quét đường hay dọn nhà vệ sinh?" "Tiểu Vũ, nếu bây giờ cô có 500.000 tệ, cô dự định làm gì?" Đột nhiên, Trần Hán Thăng nói ra một câu như vậy, khiến nhiếp tiểu vũ cảm thấy khó hiểu tôi dự định sẽ tỉnh dậy trước đã nhiếp tiểu vũ nghĩ rằng đó là câu trả lời hài hước 500.000 tệ đây đích thị là giấc mơ vẫn nên tỉnh giấc thì thiết thực hơn ồ trần hán thăng gật đầu trong vô cảm lấy ra một văn kiện từ trong kết sắt đưa qua cho nhiếp tiểu vũ tôi cũng không định nói với cô quá sớm nhưng sau khi nghĩ lại chuyện này thật sự không thể không nói với cô chấp này đến đây là kết thúc mọi người hãy truy cập vào mê chuyện quy net để xem video chấp mới nhất trước youtube 3 ngày nhé mê chuyện quy, quy review chuyện đỉnh cao.